Ngay lúc này, sau khi ăn hai trái sầu riêng chưa đã, chị Xuyến tiếp tục ăn thêm 20 trứng hột vịt dừa. Dạ, em chào khán giả trong nước ngoài nước. Bữa nay sáng không tự nhiên cái nó thèm mà hột vịt dưới nước. Dạ, mình ăn 20 trứng đó. Bữa nay tôi gấp 20 trứng ha. Dạ, bữa nay ăn 20 trứng đó. Thì em mời anh chị em khán giả ăn với em nha. Rồi. Bữa nay là em ăn 20 trứng hột vịt dưới nước đó. Mình chỉ ăn 20 trứng luôn ha. Dạ. Quá rồi. Thèm dữ không chị Xuyến? Thèm mới ăn được em chứ không thèm ăn đâu được. Sáng là quất hết 5 chén cơm mà ăn. Dạ. Sáng không ngủ dậy thèm cơm. Ra bắt đồ cơm lên rồi cái ra cái. Sáng quất 4 chén cơm rồi đó hả? Dạ. Em mời khán giả ăn với em nha. Rồi. Dạ. Trời ơi. Sao giống vịt lạc vậy? Giữa mà. Giữa. Nó giữ nước mà này chắc nó có rộng giữ đặc á. Hơi giữa giữa ha. Dạ. Ok. Quá ngon rồi chị Xuyến ơi. Cái này nó hơi ổn á. Nói chung là chị Xuyến thèm thì Xuyến ăn mới được nha. Chứ không thèm mình ăn cũng không nổi đâu. Dạ. Hôm nay là phá kỷ lục chị Xuyến ơi. 20 trứng rồi chị Xuyến ơi. Dạ. Phá kỷ lục nha. Chị ăn đi rồi chị nữa mấy anh mà coi clip gì đó, người ta sẽ gửi thêm những cái món ăn mới cho chị. Anh nào muốn thử thách gì thì gửi cái đó. Dạ. Này là anh đại gia ở đâu nữa đây? Ấn Độ hả? Học dịch hả? Đây cái này chủ đại gia học dịch là lộn. Chủ hột vịt tặng cho chị Xuyến 20 trứng. Chủ lò hột vịt. Dạ. Để thèm vậy trời. Ba muỗng là hết trứng, ba muỗng là hết trứng. Và cái này ngay trứng một chục lạc à. Dạ. Trứng xào bà quất nguyên trứng luôn nha. Rồi, trứng đầu tiên đã vượt qua. Một trứng là trong vòng 30 giây nha. Giữ nước nè không cả. Giữ nước đó, nó giữ nước đó. Cái trứng mãi mà ngay giữa giữa đặc á. Ôi đã. Ôi ôi đã. Ôi ôi. Còn không nổi luôn á. Quá đã rồi. Dạ. Vị mới ngon hết chị Xuyến. Dạ. Yêu ăn rau được vô. Quá ngon. Ôi ôi ăn miệng mồm ra. Quá đã rồi. Ôi ôi ăn mà mấy anh quay phim chép miệng quá trời luôn. Đúng không? Chạy miếng luôn. Khán giả này khán giả xem mà chiều nay khán giả mua vịt ăn nữa nè. Chiến luôn. Ôi ôi ok. Trời đang mưa này ha, lạnh lạnh ha. Tới luôn. Tới chuyện luôn. Ngon quá. Quá ngon rồi. Khán giả có bình luận thì cái bình luận nghe thoải mái nha. Ai mà muốn thi ăn với chị Xuyến thì cái này nó có cái mài nữa nè khán giả, có mài nè, mài luôn, mài cắt luôn, mài luôn nè, đâu bỏ cái nào được. Dạ. Chị Xuyến ăn là không bỏ gì chân nha. Dạ. Ngon hết sức rồi. Rồi đang quan con. Rồi đang quan đi hai con ăn đi. Không có mài à? Giữa đặc nó không có mài mà giữa nước nó có mài. Quá ngon rồi chị Xuyến. Ồ, ăn rau găm quá trời ơi, quá đã rồi. Rồi. Hộp dọc ăn với rau găm mới ngon nè. Rau găm nãy rửa cho chị Xuyến. Rồi. Rồi hả? Hình như chưa á. Rửa rồi. Rửa chưa? Rồi, nãy mua gì quên rửa thì dễ lo thôi. Quên lầm luôn rồi. Có rửa. Rửa hả? Dạ. Con khán giả hỏi Xuyến có hèm con cúc không? Hèm. Cúc hề đó ha. Bình luận nói con coi coi cái là con cúc á. Dạ. Con cúc ăn ngon lắm em. Khề ngon lắm. Con cá nó nhắn tắt cờ cờ đó. Chim cúc. Chim cúc á. Cờ cờ là chim cúc á. Chim cúc. Cúc đi ha. Cờ cờ nó có chữ hờ nữa đó. Ừ. Mày em chạm chim nó u cờ út cờ cúc chim cúc á. Cờ thiên khề chim cúc khề. Mắc tiền lắm đó con, mấy chục ngàn á. Đúng rồi. Con 15, 20 ngàn á. Ngon quá anh em ơi. Vậy tới giữa luôn rồi. Dạ. Nó hổi luôn rồi. Này nó hổi vừa hổi vừa ăn luôn nè. Đó chị Xuyến còn 10 phút để giải quyết hết 20 trứng vịt dừa rồi đó. Dạ. Đó, vô nó nghe đó. Quá hút rồi. Bánh vô, bánh vô. Hút vô, hút bánh vô. Trời ơi. Quá đã rồi. Ôi nè. Hút nữa, hút nữa.
chị Thiến ơi. Ngon quá anh em ơi. Nó ngon hết sức à. Quá ngon. Quá ngon ha. Rồi. Hết sức ngon. Quá đã rồi. Ôi ôi quá đã rồi chị Thiến. Quá ngon em ơi. Quá đã rồi. Quá ngon. Nó hàng xóm thấy ăn cũng trầm trồ nữa kìa. Dạ. Ngon hết sức à. Quá ngon. Nhỏ nhỏ Như ơi. Nhỏ nhỏ Như. Cái này dưới nước nữa đó em. Rồi dưới nước nữa đó. Hấp luôn. Nghe hả con. Thôi con giả nào mà có thử hấp như chị Xuyến không? Ăn một ngày 20 chiếc hộp dịch không? Dạ. Anh chị có chị Xuyến ăn được vậy thôi của chú anh chị. Như. Có nhỏ nhỏ ơi Như. Để mẹ ăn coi. Để mẹ ăn kìa. Quá ngon anh em ơi. Quá ngon anh em ơi ha. Dạ. Trứng thứ mấy rồi chị? Trứng này nữa trứng thứ 6 rồi. Trời ơi. Ôi, mới đây mà 6 trứng rồi. Trời. Ôi nước rồi nó ngon nè. Là 6 trứng 6 phút. Dạ. Quá nhanh nè, tốc độ mà. Mà nó ăn không hổ luôn á. Bàn mà mới rút mà gột đây tôi còn chép nữa trời. Hứng nước. À. Nào ngán cái cắn trái ớt vô nghe. Dạ. Đó, sáng sớm ra là chị Xuyến đã ăn 4 chén cơm. Dạ. Rồi bây giờ là ăn thêm 20 trứng vịt giữa nữa. Hai trái sầu riêng. Hai em ăn lại chị Xuyến mới lạ. Dạ. Anh em thấy chưa? Cái này dữ đặc. Ăn hết rồi nói đừng nói nha. Dạ. Cố gắng. Ăn hết chứ. Nha. Dạ. Để cho những người nào người ta ăn không nổi rồi, người ta nhìn chị Xuyến ăn người ta có động lực người ta ăn hết luôn. Ăn tập luyện ăn lên lên thi với nhà sư môn nè. Cái ăn đó nên là xem chị Xuyến nhiều hơn để mà dạ. Có động lực mà ăn. Ai chén ăn nó xem chị Xuyến để tôi thúc đẩy cái cơ miệng để cho ăn nhiều vô. Hấp dẫn quá. Ăn là chết quá chị ơi. Hít hà rồi ha. Ngon quá anh em ơi. Ngon quá anh em ơi. Ngon quá anh em ơi. Ngon quá. Vừa đặt với dưới nước luôn. Này vừa đặt dưới nước. Bước vào trứng thứ 7 rồi ha. Dạ. Quá lẹ. Để chưa. Trong vòng 5 phút thôi mà chị Xuyến làm 7 hộp rồi đó cả nhà. Hai người ngồi là một trứng là một cái một đó. Quá. Ngon quá anh em ơi. Thứ 8 luôn rồi kìa. Dạ. Nhanh vậy. Gì vậy nhớ. Dạ. Quá lẹ. Con này em. Đó, giữa đó. Nè. Hấp cái coi. Ôi, đã quá. Thiệt. Quá sướng. Quá sướng rồi. Quá sướng rồi. Quá đã rồi. Ngon hết sức rồi nè. Ăn em lửa giữa nước thì nó ngon. Ha. Đúng rồi. 6 phút làm 8 trứng nha cả nhà. Kỳ này đi thi được rồi đó chị Xuyến. Dạ. Đi thi được rồi đó. Đang luyện tính đi thi với Nga Sumo nè. Cũng vừa nay Nga Sumo xuống đây thách đấu không? Ừ. Bữa nào cũng Nga Sumo. Nga Sumo có gì mình đi lên trển. Ừ. Ở đây chứ đây mình xuống đây chứ. Ừ. Thách đấu rồi xuống Nga đây. Nga Sumo có thấy dạ, chị dạ. Thì xuống đây. Dạ, gặp dạ. Trực tiếp chị Xuyến. Vậy ha. À, em ăn tới đâu chị ăn tới đó. À, mình thử thách chị em ăn nhau ha. Đó, chị Nga mà có muốn thách đấu thì xuống tới đây. Dạ. Em ăn tới đâu chị ăn tới đó. Em ăn một tô khổng lồ thì chị ăn một tô khổng lồ. Dạ. Thôi rồi ăn rau kìa. Ăn rau quá. Ôi, cái nhà không biết thấy sao chứ em nhìn em còn thấy sợ luôn. Chị Như. Sao rồi? Được bao nhiêu rồi? Ôi hết luôn rồi. Chứng rồi. Hết rồi. Bây giờ cảm nhận coi, cảm nhận thấy cơ thể sao rồi? Được không? Được, được. Cơ thể được rồi nha. Được. Được thì ngưng nha.
Đó, ăn mình ho cái nào. Quá đi mày. Ôi ôi ngon. Nước okay. Không luôn rồi. Đang thèm. Đang thèm nữa mà. Thèm dữ gì thế? Đã thèm mà. À. Ăn này chắc cả 3 tháng nữa mới thèm lại. Này 3 tháng nữa mới thèm. Ngon quá em ơi. Ngon quá ha. Dạ. Nó đã. Hết sảy. Hết sảy còn mà 7. Các bạn thấy thèm không? Đó, hết sảy còn 7 anh em ơi. Ngon quá anh em ơi. Bán ngon. Hết sức ngon. Trời ơi, còn 4 trứng nữa là hết rồi nè. 2 chiếc trứng, trời ơi. Dạ. Công nhận sức ăn của tôi xíu rất là dữ dằn nha. Ăn kiểu này đại gia sao nuôi nổi vậy trời. Cái trứng này giống cái trứng lạc quá ba. Dịch lạc rồi, dịch lạc rồi. Bỏ qua đi. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Ăn giữa đi. Dạ. Ngon quá anh em ơi, giữa nước nữa nè, giữa nước nữa nè. Giữa nước rồi đó. Hấp rồi kìa. Đây mà ai cũng thèm hết chứ. Tính tém lại mấy anh em u. Chùi miệng. Ủa chùi ăn đi, ăn cho đã đi. Miệng mà không kệ đó đi. Hủ à, thấy hủ ăn rồi, lên ăn với mẹ hủ ơi. Hủ sao thấy cái này. Gũ hủ đi, lên còn cái vỏ. Đợi cái vỏ không mà gũ gì trời. Dạ. Quá ngon em ơi. Ôi, còn có 3 trứng nữa. Dạ. Rồi, chuẩn bị hoàn thành. Rồi, rồi nè. 20 hộp cả nhà. Ừ, có nước nè. Hết sức nước à. Ôi. Ngon quá. Thích nhất mệt mấy cái à. Quá ngon, rồi, cho ăn miếng nè. Quá đã. Cho ăn miếng nè. Khán giả coi khán giả chấp lử dữ lắm mà dạ. Thèm á. Đây mà coi mà mở âm lượng lớn lên nghe nè. Âm lượng lớn rồi nè. Lúc nó mấy ngực luôn. Này hầu như là dạ. Ăn này không đủ luôn. Thấy cái kiểu là chưa dội luôn á. Tới luôn. Trời ơi trời. Má. Rồi xong một trứng rồi đó. 20 hộp chưa tới 10 phút. Ghê trời. Coi giờ chiếm 3 nha. Đã. Sáng giờ 20 trứng với 4 trứng cơm. Sáng. Chấm ăn ơi. Chấm rồi chấm rồi đó. À đây. Chấm muối. Ăn ơi. Rồi, rồi còn hộp hết luôn nè. Cùng luôn. Trời, cuối cùng nha. Trời quá thế rồi. Ừ, cái này là rửa nước cỏ ràng nè khán giả. Ăn mà có gì kìa, mình mẩy là mình mua nó ra rồi. Ngon quá vậy. Bởi đúng ông bà nó mình thèm gì ăn lấy cái gì thấy ngon. Đúng rồi đó ha. Ừ. Mình thèm mình cứ ăn ha. Dạ. Cuộc đời cho phép mà, thấy không? Dạ. Ồ, đâu gặp một kia tiếng ăn như là ăn ăn gì ta? Dạ. Dưa leo vậy đó. Ăn dưa leo ha. Dạ. Chứ phải ăn như rau găm hả? Dưa leo cứng nha. Hồi nãy gì chưa ăn mè á. Ăn mè đó chắc chơi giọt đạn. Nhanh mà, ta ăn nhanh còn lẹ mà. Rồi hết rồi đó thấy không? Rồi sao? Chị xíu là vượt qua thử thách nha. Đó. Theo giữa ha. Đứng lên được không? Rồi nhớ bấm theo dõi tập tiếp theo. Chị xíu ăn một sầu riêng. Rồi thôi sao mới giải nhau rồi. 4 chén cơm.